Xin chào các bạn. Hôm nay shop công nghệ điện tử sẽ giới thiệu với các bạn đây là cái bộ mở cửa bằng điện là giật chốt ha, giật chốt à, đây là cái chốt nè, ha. Cái này là cái loại lớn nha, loại lớn nè, 12V. Ở trong đây nó sẽ có một cái biến điện, ha. Biến để hạ xuống 12V và một cái mạch điều khiển từ xa. Chúng ta sẽ điều khiển từ xa bằng hai nút AB. Hai cái nút này có tác dụng như nhau thôi. Lưu ý là các bạn không được nhấn hai cái nút này quá lâu nha. Mình nhấn trong thời gian tầm khoảng 3 giây đủ giật cái chốt thôi, không được quá 3 giây. Thường thì chúng ta chỉ cần bấm nó giật chốt cái là được rồi. Cái bộ mình này đã chế sẵn là điện 220V luôn. Đây là phích cắm 220V. Cái dây này nó dài tầm khoảng 1,5 m hơn á. Ừ, còn cái dây này thì nó ngắn. À, cái nếu các bạn cần thì các bạn có thể nối dài cái này ra được. Ừ, dây nào các bạn cũng nối dài được hết. Ở trong đây mình sẽ tích hợp cho các bạn thêm một cái loa để các bạn nghe ha. Khi bạn bấm thì nó giật cái chuột này, thì khi cái này mà nó hút hủng vô nè à, thì đồng thời là cái lo nó cũng kêu luôn để cho các bạn biết ha, là nó đã có tác dụng đó. Thì mình làm sẵn nó như thế này, cái này làm theo yêu cầu khách hàng sẵn rồi, mình đăng lên bán cho các bạn luôn. Thì cái này thì theo khách hàng mà khách hàng đã nói với mình biết á, là thường thì khách hàng đi làm về khuya, khách hàng không có muốn làm phiền cái người ở trong nhà. Đó, mà trong nhà thì mà cái chỗ của khách hàng là thường có ưa trộm trộm nó thường mà nó mở khóa, mà con biết mấy cái thợ mở khóa mà ổ khóa nào mà họ thọt vô họ mở chả được, thì cái này mình sẽ lắp ở bên trong dù cho họ có mở được cái khóa chính đi chăng nữa thì cái vẫn còn cái chốt này sẽ không có mở được nha. Cái bộ này là cấp dùng điện 220V ha. Lưu ý thì cái khu vực của mình sử dụng thì nó có điện thường xuyên thì mình sẽ xài ha. Còn nếu như các bạn muốn mà nó lưu trữ thì các bạn sẽ phải gắn thêm. Các bạn sẽ phải gắn thêm pin ở khu vực này chẳng hạn. Hay là pin độ thêm pin ở trong cái hộp này. Đó là tùy theo cái khả năng của các bạn, còn các bạn không biết thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mình sẽ để cái số điện thoại phía trên, mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho cái bộ này nó hoạt động cho các bạn xem nha. À, cái này thì mình không có dán cái gì hết, tại vì cái này nó đơn giản rồi, không cần phải hướng dẫn gì đâu. Cái này các bạn kiếm bốn con vít, thì bạn bắt nó lên bốn con vít. Ví dụ cái nhà mình cái khung cửa nó bằng gỗ thì các bạn dùng vít gỗ, còn nó bằng sắt thì các bạn mua vít sắt, ngoài thị trường bây giờ nó cái tiệm nào nó cũng có bán hết trơn á. Đây anh đó, đây là các bạn nhìn là khi mình bấm nó sẽ thụt vô ha, nó nhanh lắm, bấm buông ra là được rồi. Đó, đồng thời nó sẽ có tiếng kêu, nút nào cũng được, nó có tiếng kêu ha. Nếu như có kẹt remote thì nó kêu các bạn cũng biết. Nhưng mà trường hợp này thì hiếm lắm, mình chỉ cần bấm cái là xong thôi, vậy là mình có thể vô nhà được rồi, không cần phải giữ lâu. À, cái bộ này đơn giản đó, mình cũng không có nói chi tiết gì thêm ha. Các bạn nào muốn gì thì cứ gọi số điện thoại mình để phía trên. Cái này bây giờ mình quay nó vô cái chỗ cái cửa cho các bạn xem luôn nha. Các bạn có một số bạn nếu mà không có rành lắm thì các bạn sẽ chưa hình dung ra được chỗ để vô cái cửa nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ lấy một cái cục rồi. Đây. Cái cục này là mình chưa ráp vô nha. Bây giờ mình sẽ ịnh nó lên cái cửa đây cho các bạn dễ hình dung ha. Mình sẽ bấm tạm dừng nha. Đây, đây là cái cửa ha, cái cửa nhà mình là cái cửa này nó bằng sắt, nè, bằng sắt nè. Thì đây là nó sẽ có một cái lẫy y chang như này. À, nếu bạn là một cái thợ chuyên nghiệp á, đó, thì các bạn có thể khoét cái này, bạn đút nó vô giống như cái này mà nó nằm phía trên, đó, là hai cái song song với nhau. Còn nếu như các bạn không chuyên nghiệp, các bạn muốn nhanh á, thì khóa cái cửa mình sẽ khóa lại như thế này. Đó, ở trên đây thì các bạn sẽ để cái này lên đây. Đây, cái trường hợp này thì các bạn phải để máy bên đây. Đó, tùy theo cửa nha. Đó. Đây mình để về cho các bạn dễ hình dung. Đó, các bạn để như thế này ha, khi cánh cửa mở ra thì sẽ bị vướng cái chốt lại ha. Đó, là khi mình bấm nó thụt vô thì mình sẽ mở được cửa.
đó. Đây chỗ này nó phớt cái tài đây mình đây đây, đây. Hên quá chỗ này nó có cái viên 500 mình để sẵn chỗ này luôn đó. Là nó như thế này nha đó. Này đó, chỉ cần bấm cái nó thụt vô đó, thụt vô vậy, thụt vô cái mình gạt cái chốt, mà mình gạt cái chốt này là gạt cái chốt này là mình lấy ra được thôi. Rồi như vậy là các bạn dễ hình dung rồi đó. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Các bạn nhớ bấm vào cái hình con ếch chỗ này nè, này góc bên tay phải nè, này chỗ mình dễ nè, để đăng ký kênh của mình nha. Chào các bạn.